Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức nha. Tin tức ngày 21 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Và nguồn tin từ Công an Nhân dân thì chiều ngày 20 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kuroiwa Yushi, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam chúng ta. Vui mừng gặp lại ông Kuroiwa Yushi. Sau cuộc gặp vào tháng 9 năm 2022 tại Tokyo, Nhật Bản, Chủ tịch nước cảm ơn về tình cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thống đốc trong thúc đẩy hợp tác giao lưu với Việt Nam, đặc biệt là tổ chức lễ hội Kanagawa tại Việt Nam, và Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển sâu sắc hơn, hiệu quả nổi bật là hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, ODA và giáo dục văn hóa và lao động. Đề cập hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phong phú, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương hai nước là động lực quan trọng để quan hệ hai nước thêm gắn kết và phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam, nổi bật là những hội thảo kết nối giao thương hay là sự kiện giao lưu văn hóa thường niên có quy mô hàng đầu tại hai nước, trong đó có lễ hội Kanagawa tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân tham gia sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Và Chủ tịch nước cho biết thì đã gửi thông điệp chúc mừng lễ hội qua lễ hội giúp người dân Việt Nam hiểu biết thêm về các nét văn hóa truyền thống của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung. Và cùng với đó thì hội thảo đầu tư của tỉnh Kanagawa diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 11 thu hút nhiều địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tham dự, cho thấy tiềm năng và nhu cầu hợp tác với tỉnh rất lớn. Đề cập Kanagawa có tiềm lực mạnh về kinh tế và các địa phương của Việt Nam có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, Chủ tịch nước gọi mở một số lĩnh vực hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu đoàn, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương Việt Nam, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh về nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường. Cho rằng cần thiết tăng cường hợp tác về nguồn nhân lực và hiện đang có nhiều sinh viên mong muốn được học tập tại Nhật Bản, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kanagawa mở rộng tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên và lao động Việt Nam, trong đó có hợp tác theo cơ chế mới lao động kỹ năng đặc định. Cùng với đó thì quan tâm thiết kế các đầu mối hỗ trợ tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và học tập làm việc tại tỉnh. Văn hóa Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng và Chủ tịch nước mong muốn có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước được tổ chức với quy mô lớn, rộng rãi hơn ở nhiều địa phương, nhất là năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt và Nhật Bản. Hoan nghênh ông Kojiwa Yuji được ra nhiều sáng kiến tổ chức lễ hội tại Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch nước mong muốn Thống đốc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức nhiều lễ hội sự kiện văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Và trong trọng tâm cảm ơn của Chủ tịch nước dành cho thời gian tiếp thì đã gửi thông điệp chúc mừng lễ hội Kanagawa, Thống đốc tỉnh Kanagawa bày tỏ vui mừng nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện để tổ chức thành công lễ hội với nhiều hoạt động sôi nổi và phong phú trong chương trình giao lưu thế hệ trẻ tại Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều bạn trẻ, và cho biết có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa muốn đầu tư tại Việt Nam. Thống đốc mong muốn các doanh nghiệp của Kanagawa sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đầu tư thuận lợi, và Thống đốc cho biết rằng thì trong thời gian tới thì chính quyền tỉnh Kanagawa đẩy mạnh phối hợp tổ chức thêm một số sự kiện giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục và hỗ trợ sức khỏe cho sinh viên Việt Nam sang học tập và tại tỉnh. Thì chia sẻ vấn đề liên quan đến già hóa dân số thì Thống đốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để ứng phó hiệu quả với thách thức này trong tương lai. Và đó là các thông tin ngày 20 tháng 11, và chúng ta hãy cùng bắt tay với nước Nhật Bản nha anh em. Nhật Bản thì cũng là một nước tiềm năng cho Việt Nam chúng ta khai thác kinh tế. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment, và đừng quên đăng ký vào chung.